Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Quê Sài Gòn. Hôm nay, Thôn Quê Sài Gòn xin chia sẻ đến quý ông bà, cô bác, anh chị em về một câu hỏi được đặt ra. Đó là, ai đã giết chết cha Trương Bửu Diệp? Nếu như hai người lính Nhật giết cha, thì lực lượng nào hay người đứng đầu nào đã hạ lệnh giết chết cha Diệp? Là người Nhật, người Cao Đài hay là Việt Minh? Xin trả lời câu hỏi trên dựa vào hồ sơ của đức cha Chabelier, còn được lưu trữ tại văn khố của hội thừa sai Paris ở Pháp, và quyển sách mang tên Hành trạng của đức giáo tông Cao Triều Phát, do con gái của ông là bà Cao Bạch Liên xuất bản, và qua lời kể của nhân chứng đáng tin là cha Anton Vũ Xuân Vinh, người đã tổ chức lễ giỗ đầu tiên cho cha Diệp vào năm 1982, và là người đã trực tiếp nói chuyện với ông Khu Phụng Xuân, người chứng kiến cảnh chém chết cha Diệp ngày 12 tháng 3 năm 1946. Theo lời kể của cha Anton Vũ Xuân Vinh, chứng kiến cảnh giết cha Diệp, ông Khu Phụng Xuân, chết năm 1992, đã kể lại cho cha Anton Vũ Xuân Vinh vào năm 1982 câu chuyện này. Ông kể rằng, cha Diệp là một ông thánh. Ông Khu Phụng Xuân quả quyết như vậy, vì đêm hành quyết ông có chứng kiến. Hai người lính Nhật đào tẩu ở lại Việt Nam, đầu quân cho Cao Triều Phát là thủ lãnh Cao Đài dòng Bớm. Vì chuyện cha Diệp ở lại với đàn chiên Tắc Sậy làm cản trở việc kháng chiến của Cao Đài chống lại Pháp, cụ thể là quân đội Pháp ở Giá Rai thường xuyên xuống Tắc Sậy và vùng phụ cận để giữ an ninh cho họ đạo Công giáo Tắc Sậy. Ông Khu Phụng Xuân nói, tôi làm lính Cao Đài vì vợ tôi rất sùng đạo Cao Đài. Khi chúng nó trói cha Diệp và bắt ngài quỳ gối bên bờ ao, tên thứ nhất múa dao mà không chém được, tên thứ hai uống rượu vào, lấy mã tấu và chém cha, sau đó đạp xác chết của cha xuống ao. Cha chết xong họ ra lệnh, phải tản cư ngay lập tức, ai còn chần chừ, chúng tao giết không còn con đó. Bà Trần Thị Hường đã nghe lính Cao Đài nói vậy. Lý do gây ra cái chết của cha Diệp là vì cha đã ở lại với giáo dân. Tại sao ở lại với giáo dân mà bị sát hại? Nói cách khác, giáo dân Tắc Sậy ở lại Tắc Sậy vì có cha Diệp. Thời đó, nếu chỗ nào có linh mục Công giáo thì tương đối an toàn. Vì có quân đội Pháp giữ an ninh, nên việc ở lại với dân Tắc Sậy của cha Diệp là một cản trở lớn cho việc kháng chiến chống Pháp. Họ đạo Tắc Sậy nằm gần như ở giữa dòng Bớm, bộ chỉ huy của quân đội Cao Đài do ông Cao Triều Phát lãnh đạo, và Giá Rai là một quận lỵ có đồn lính Pháp. Ông Ba Lập đi lính Tây kể lại rằng, hàng ngày quân lính Cao Đài mặc đồ trắng đi lùng tìm người Pháp để giết. Nếu gặp quân đội Pháp đông, họ đưa cờ trắng để đầu hàng, để người Pháp tha cho họ. Nhưng nếu chỉ có vài lính Pháp thì họ sẽ ra tay sát hại ngay. Tại sao biết đó là lính Nhật và theo Cao Đài? Bà Trần Thị Hương kể rằng, họ mặc toàn đồ trắng. Thật sự, dân chúng bị lùa đi gần cả trăm người và nhốt vào hai lẫm lúa, chứ không phải một. Bà Hương không phải bị nhốt chung với ông Trần Văn Năng là cha bà, đến khi bà vừa đi vừa khóc, vừa chạy, vừa tìm cha mẹ mình, bà bị một anh lính kề dao vào cổ. Bà té bẹp xuống. Người lính Cao Đài nói cái gì đó mà bà không hiểu. Anh ta là người Nhật. Người lính khác hỏi bà chạy đi đâu. Bà Hường trả lời, đi tìm cha tôi. Thế là họ cho bà vô nhốt chung với ông bà Trần Văn Năng. Những dẫn chứng đi trên xác quyết, hai người lính Nhật đầu quân cho thủ lãnh Cao Triều Phát đã sát hại cha Diệp vào ngày 12 tháng 3 năm 1946. Những bằng chứng cho thấy là hai anh lính Nhật này giết chết cha Diệp theo lệnh Cao Triều Phát. Chắc một điều là hai anh lính Nhật đào tẩu này không có thù hằn gì với cha Diệp. Cũng chắc một điều là hai anh đào tẩu trốn lại Việt Nam chắc chắn không có thân nhân bà con gần xa nào cả. Hai anh này
dù có chết cũng không gây chút thương cảm nào cho người còn sống. Họ như cây cỏ đồng nội thôi. Vì thế họ được dùng. Xin nghe lời kể của ông Nguyễn Văn Đức. Có một người lính cao đài tên Mười Thính nói rằng, khi nghe tin cha Diệp đã chết thì ông Cao Triệu Phát kêu trời. Nhưng sau này, chính ông Cao Triệu Phát cho người thanh toán cả Cao Triệu Thắng và Cao Triệu Ngư, là tên tiếng Việt của hai anh lính Nhật, để bịt đầu mối. Sau khi cha Diệp bị sát hại, bà con tản cư và nhà thờ tắc sậy, cũng như những nhà thờ khác và các cơ quan hành chính trong vùng cũng bị cao đài đốt phá. Nhiều quế chức hội đồng giáo xứ ở các họ đạo cũng bị thủ tiêu thả trôi sông, như trong hồ sơ cha Balier đã được nêu ra. Mỗi lần nhắc đến cái chết của cha Diệp, người ta đều đưa ra một lý do đặc biệt, vì ngài đã ở lại giữa đàn chiên. Chưa bao giờ người ta ám chỉ Việt Minh đã gây ra hay hạ lệnh giết chết ngài. Từ năm 1946 đến năm 1947, kẻ sát hại đã được khẳng định đó là một tên lính Nhật ly khai. Đúng vậy, không có bằng chứng nào cho thấy có bàn tay của Việt Minh trong cái chết của cha Diệp. Một trong ba lực lượng, người Nhật, người Cao Đài hay Việt Minh đã giết cha, thì có chứng cớ nào xác minh là họ đã giết cha vì ghét đạo Công giáo, hay chỉ vì là tình hình sôi đậu của các lực lượng đối kháng nhau tại Tắc Sậy lúc ấy, mà cha Diệp chỉ là một nạn nhân của chiến tranh như bao nhiêu người dân vô tội khác mà thôi? Xin thưa, hai anh lính Nhật chắc chắn không có thù ghét gì cha Diệp và đạo Công giáo. Thủ lãnh đạo Cao Đài là ông Cao Triệu Phát cũng không có thù ghét đạo Công giáo theo nghĩa chống đạo hay tiêu diệt đạo như các vua chúa Việt Nam ngày xưa. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, vì chính trị, vì quyết tâm tiêu diệt quân đội Pháp mà thủ lãnh Cao Triệu Phát phải cho lệnh sát hại cha Diệp, như muốn khử trừ một chủ chiên nhân hậu và can cường làm nơi bám giữa cho đàn chiên tắc sậy. Ngoài yếu tố chính là ở lại với đàn chiên, cha Diệp còn có những giao du với người Pháp. Theo bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa ở San Jose kể rằng, có một gia đình người Pháp về nước đã để lại chiếc xe Jason đậu trước nhà xứ. Dù không phải là của cha, và cha cũng không sử dụng xe hơi, nhưng ít nhiều gì cũng là dấu chứng của việc thân Pháp. Bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa cho biết thêm, cha Diệp cũng có một cây súng hai nòng để giúp dân chúng xua trừ bọn cướp. Như có lần chệch khọt, có một tên người tàu khá giả vùng đó bị cướp, người ta la làng. Thế là cha Diệp bắn lên một phát súng, bọn cướp bỏ chạy. Đây là những việc làm vì lòng dân, nhưng cũng là dấu thân Pháp chăng? Trong 8 giáo điểm có nhà thờ, có đồn điền của ông Tây tên Campos, là một trong những nơi mà cha Diệp đến dâng lễ. Dù thực lòng cha Diệp là một mục tử sống chết vì đàn chiên, nhưng khó tránh khỏi việc làm ngứa mắt của người ghét Tây hay chống Pháp. Yếu tố để tử vì đạo, bị giết chết vì người ta ghét đạo, như trường hợp 117 thánh tử đạo Việt Nam. Tuy nhiên, có những vị thánh tử đạo đã không chết vì đạo hay vì những người ghét đạo, mà chết vì những nhân đức của đạo. Ví dụ thánh Maria Goretti, trinh nữ tử vì đạo. Thánh nữ bị giết chết vì anh thanh niên Alexander, người hàng xóm cuồng dâm. Thánh Maria Goretti tử đạo vì bị giết chết vì nhân đức của đạo, nhân đức khiết tịnh. Hay thánh Maximilian Kolbe, trong trại tập trung Đức Quốc xã ở Ba Lan, cha đã xin chết thay cho anh Francisco, người bắt chúng thăm trong số 10 người chết thay cho anh tù vượt ngục. Cha được gọi là thánh tử đạo ngày 10 tháng 10 năm 1982. Không phải chết vì đạo, nhưng chết vì nhân đức của đạo, đức bác ái, hy sinh chết cho người khác. Nên cha Diệp hy vọng sẽ được gọi là thánh tử đạo. Cha không chết vì đạo, người giết cha cũng không ghét đạo, nhưng cha chết vì nhân đức của đạo, đức bác ái, hy sinh mạng sống cho người khác như Chúa Giêsu, chết cho nhân loại, như cha Maximilian Kolbe chết thay cho ông Francisco, cha Diệp chết thay cho con chiên bổn đạo của mình. Bà Hường kể rằng,
người ta chất rơm rạ trên nóc lẫm lúa và thiêu sống hết tất cả. Cha Diệp hy sinh thế mạng cho con chiên. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra: nếu cha Diệp bị chém bởi hai người lính Nhật đào ngũ gia nhập lực lượng Cao Đài, thì đã xác định được lực lượng Cao Đài chủ trương giết cha Diệp. Vậy động lực nào Cao Đài giết chết cha? Và có những chứng cớ thuyết phục nào để họ giết cha vì ghét đạo? Như thế lực lượng Việt Minh lúc bấy giờ có phải là vô can trong cái chết của cha Diệp? Xin thưa, đây là câu chuyện căn cứ trên sử liệu. Sử liệu ghi nhận những gì đã xảy ra và Minh Nhiên. Còn chuyện hậu trường có thực nhưng không bằng chứng chứng minh là Minh Nhiên thì không quyết đoán được. Hai anh lính Nhật đào tẩu ở lại Việt Nam, tên là Cao Triều Thắng và Cao Triều Ngư, chắc chắn không có thù hằn gì với cha Diệp. Kẻ chủ mưu giết cha Diệp phải là thủ lãnh của hai anh lính Nhật này. Người ta nói đến lãnh tụ tối cao của Cao Đài dòng Bớm lúc ấy, đó là ông Cao Triều Phát. Đi xa hơn, chúng ta có thể tra thấy trong quyển Hành trạng của Đức Giáo Tông Cao Triều Phát, do con gái của ông là bà Cao Bạch Liên ghi lại những chi tiết sau đây. Ngày 22 tháng 10 năm 1945, tiền bối Cao Triều Phát làm chủ tịch Ủy ban Giải phóng Dân tộc tỉnh Bạc Liêu. Ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 9 năm 1945, tiền bối Cao Triều Phát làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Tháng 2 năm 1946, tiền bối Cao Triều Phát làm cố vấn quân sự tối cao quân khu 9. Ngày 25 tháng 4 năm 1949, tiền bối Cao Triều Phát được tặng huân chương độc lập hạng nhì do quyết định số 32 của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Ngày 9 tháng 9 năm 1956, lúc 2 giờ chiều, tiền bối Cao Triều Phát quy thiên tại bệnh viện B303 Hà Nội. Chủ tịch nước Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng kính viếng với ba vòng hoa đều có hàng chữ vô cùng thương tiếc cụ Cao Triều Phát. Những dẫn chứng trên cho thấy rằng tiền bối Cao Triều Phát, thủ lĩnh của Cao Đài dòng Bớm, là một người rất yêu nước như nhiều người nhìn nhận. Ông xả thân chống Pháp và có lần ông bị thương nặng ngay trong trận địa dòng Bớm. Nhưng rồi, những diễn tiến chính trị cho thấy tiền bối đã có một gắn bó chặt chẽ và một liên kết mật thiết với chính quyền Việt Minh nhen nhúm ở miền Nam lúc bấy giờ, cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Có một số bức hình cho thấy tiền bối đã vào bưng kháng chiến chống Pháp và gắn bó với những lãnh tụ cộng sản. Giáo hội Công giáo khi thực hiện tiến trình tuyên thánh cho bất cứ ai là người Công giáo và có đức hạnh đáng ca tụng thì chỉ nhắm vào một mục đích, đó là tôn vinh Thiên Chúa qua những vị thánh là những người như chúng ta nhưng đã sống chết vì đức tin và đáng nêu gương cho chúng ta. Tiến trình tuyên thánh rất chú trọng yếu tố khách quan và sự thật, nên phải điều tra cặn kẽ. Tuy nhiên, giáo hội và những chuyên viên thực hiện án tuyên thánh không hề có ý khơi quật quá khứ để kết án người này hay trụ dập người khác vì gây ra cái chết cho thánh nhân. Thiên Chúa giàu lòng xót thương, giáo hội phải thể hiện lòng thương xót và tha thứ qua tiến trình tuyên thánh. Các vua chúa Việt Nam từng ghét đạo và giết chết người có đạo, nhưng đó là chuyện quá khứ. Vì nhờ máu các thánh tử đạo mà thêm đông đảo con cái Chúa. Không có gì để phải duy trì ân oán trong những biến cố lịch sử này.